À, xin kính chào quý anh chị đang xem kênh Soi chiếu Nhật Bãi. Mình có thể thấy được hai ngọn lửa rất là xanh, hai bông hoa xanh đang cháy bập bùng này. Cái tiếng xèo 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 của cái ngọn lửa này nhìn rất là đã tai, rất là thích luôn ạ. Hai vùng nấu khác nhau nhé, hai bếp nấu khác nhau nhé. Và một cái lò nướng ở phía dưới này, thêm một số tính năng khác ở bên bếp ma phải này. Thì đây là những cái tính năng mà em sẽ giới thiệu với các bác trong cái video này. Thì trước mặt chúng ta là một con bếp Osaka mặt kính có màu ghi sáng nhá. Mặt kính chấm bi ạ, có màu ghi sáng, rất là đẹp. Đây là thành vách bên trái của bếp ạ. Khi mà nhìn lên, đây là mặt trước của bếp ạ. Đây là thành vách bên phải. Đây là một con bếp nội địa Nhật đã qua sử dụng các bác nhé. Em nhắc lại là hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng ạ. Bên em thì chuyên cung cấp hàng bãi Nhật. Và trong video này thì sẽ là giới thiệu đến các bác một con bếp ga Osaka mặt kính. Các bác nhận thấy được không ạ? Mâm nhiệt của nó này. Mâm nhiệt này. Kiềng của nó sẽ là hợp kim thép nhé. Hai cái kiềng bằng hợp kim thép này. Chịu được cả trọng lượng từ 20 đến 30 cân này. Một bên thì sẽ nấu bình thường. Còn một bên sẽ có tâm cảm biến này. Con này thì sẽ đánh lửa bằng IC nguồn, nên là sẽ cần một đôi pin đại để đánh lửa nhé. Đây là kim đánh lửa này, màu trắng là kim đánh lửa này. Còn màu đen này nó sẽ là thủy ngân chống trào này, có nghĩa là nước trào ra thì bếp sẽ tự động ngắt lửa này. Mặt kính của nó sẽ là mặt kính chấm bi nhá, mặt kính chịu nhiệt ạ, mặt kính chuyên dụng chịu nhiệt này. Chức năng của bếp bên phải này thì bếp thì sẽ sử dụng cái phím đề này. Mình sẽ, đây là chức năng này, mình nhấn một cái là nó lên này. Lửa rất là xanh, chứng tỏ là nhiên liệu ga đã được đốt cháy hoàn toàn này, vừa tiết kiệm ga cho mình này. Một năm nhà bác, các bác dùng những cái bếp thường thì dùng đến 5 bình ga, nhưng mà đối với những cái dòng bếp Nhật thì sẽ tiết kiệm cho mình được một bình ga. Một nhiên liệu đã được đốt cháy hoàn toàn, không bị dò dỉ ga ra bên ngoài này, không làm đen đít nồi này. Đấy là cái ưu điểm của bếp Nhật các bác nhé. Đây là khay chứa pin ấy. Thì con này đánh lửa bằng IC nguồn, nên là sẽ cần một đôi pin đại để đánh lửa nhá. Đôi pin đại này thì các bác có thể mua các cửa hàng điện dân dụng này, cửa hàng tạp hóa này, sẽ dao động từ 15 đến 50 nghìn tùy vào chất lượng pin các bác nhá. Mình điều chỉnh cần gạt ở đây ạ. Mình điều chỉnh cần gạt ở đây ạ. Đó. Còn đối với bếp bên phải này, khi mà em bật cái phím đề này lên này, đấy, lựa lên luôn, rất là nhạy này, thì sẽ cài đặt được nhiệt độ trên xào ở 160 này, 180 này, 200 độ này. Có các chế độ tự động nấu trong vòng 3 phút này, 10 phút này, chế độ tự động nấu cơm này, tự động nấu cháo này. Đó. Rất là tiện này, mình có thể dùng khi mà hỗ trợ, khi mà có việc bận, hoặc là hỗ trợ khi mà trên xào những cái món ăn giống kiểu là thịt bò hoặc là rau muống, rất là tiện này. Đấy, rất là đẹp các bác ạ. Hai bông hoa xanh đang cháy này. Thì bên bếp phải thì sẽ có các cái chế độ giống như là nước có một cái tâm cảm biến ở giữa chạm đáy nồi các bác nhé. Em sẽ test luôn. Tâm cảm biến thì chạm đáy nồi này sẽ cảm biến xem là nhiệt độ trong nồi lên đến 250 độ C thì nước cạn nồi sẽ tự động tắt lửa khóa ga. Nước trào tắt lửa khóa ga, gió thổi tắt lửa điều khóa ga các bác nhé. Mỗi một phím đề, mỗi một cái chức năng thì sẽ có một cái khóa trẻ em ở dưới này. Khi mà mình không dùng hoặc là mình vận chuyển bếp thì mình có thể khóa lại. Khi mà khóa lại thì sẽ không bật được nữa các bác nhé. Đây, khi mà khóa lại thì sẽ không bật được như thế này, không thể nhấn được. Đấy. Em đang bếp phải thì em đang test chức năng. Đấy là nhiệt độ nồi cạn, nhiệt độ lên cao 250 độ C, cạn nồi chỉ tắt lửa khóa ga. Còn bếp trái thì bây giờ em sẽ test luôn chức năng gió thổi tắt bếp khóa ga nhé. Em thổi bếp này. Đối với chức năng này thì tầm 5 đến 7 giây sau thì sẽ khóa ga nhé. Đấy. Phía ở giữa của bếp, hai bếp thì đã tắt lửa các bác này. Hai bếp thì đã tắt lửa này. Đối với chức năng cạn nồi tắt lửa khóa ga thì sẽ tắt luôn nữa. Ga sẽ khóa luôn. Còn đối với chức năng gió thổi tắt lửa khóa ga thì sẽ 5 đến 7 giây sau.
Nghe tiếng thúc tít là hai bếp đã tắt này, em test luôn này. Em sẽ dùng một chiếc bật lửa em bật lên. Nếu như mà ga nó còn á thì nó sẽ cháy này, nhưng mà ga đã tắt này. Ga đã khóa này. Bên này cũng thế này. Đó, hai bếp đều hoạt động rất là tốt ạ. Hai bếp đều hoạt động rất là tốt các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ test luôn cái chức năng của lò nướng này. Đây, thì con này thì sử dụng một cái lò nướng khá là rộng, thì mình có thể nướng xúc xích, thịt cá lên đây đều được nhé. Cái lò nướng, một cái vỉ nướng phía trên và một cái khay nướng ở phía dưới này, thì mình có thể nướng trên được, dưới cũng được, tùy vào thực phẩm của mình lựa chọn. Nhưng mà thông thường thì mình sẽ đặt lên trên cái vỉ nướng này, dầu mỡ nó sẽ chạy xuống dưới ạ. Thì mình có thể cho một ít nước xuống cái khay nướng để thứ nhất là thực phẩm nó không bị khô, thứ hai là sau khi mình nấu nướng xong thì mình có thể dễ dàng vệ sinh được nhé. Đây, em bật chức năng của lò nướng này. Con này thì sẽ có hai tầng lửa nướng này, tầng lửa bên trên và tầng lửa bên dưới nhé. Mình điều chỉnh cần gạt lò nướng ở đây các bác nhé. Tầng lửa dưới này, tầng lửa trên này. Con này thì sẽ có cài đặt là đồng hồ hẹn giờ của bếp nướng này. 15 phút ạ, tối đa là 15 phút và tối thiểu là 1 phút nhé. Đó, tối thiểu là 1 phút này. Đây. Đó. Bếp nướng thì cái lò nướng này thì bên em đã vệ sinh sạch sẽ này, chỗ nào cần làm mới thì bên em đã làm mới rồi này. Đó. Chỗ này thì sẽ sức một chút nhé. Này là hàng bãi mà, hàng bãi nên là sẽ không tránh khỏi được, hàng bãi mà. Đó. Con này nhìn từ xa thì rất là đẹp. Còn 14 phút, 13 phút, 12 phút. Giây. Em xin lỗi là 18, xin lỗi là giây ạ. Còn 6 giây, 7 giây ạ. Không, không, về không rồi này. Bếp đã tắt rồi các bác nhé. Đồng hồ hẹn giờ về không thì bếp đã tắt này. Đồng hồ hẹn giờ hoạt động rất là tốt ạ. Em tắt đi các bác nhé. Bên dưới mỗi bếp thì bên em đã bắn lưới chống chuột này, rất là chắc chắn, không sợ bị chuột nó gặm như thế nào đâu ạ. Cái vỉ lưới rất là chắc chắn nhé, không sợ bị chuột gặm này. Đấy. Con này thì bên em đang bán giá là 2,8 triệu nhỉ. Đây nhiều khách quá, anh đang ngồi tính tiền đấy quá. Con này thì bên em đang bán giá ưu đãi 2,8 triệu. Bên em bao phí ship và vận chuyển toàn quốc, bảo hành cho các bác 1 năm nhé. Bảo hành cho các bác 1 năm, đồng hành cùng các bác trong thời gian sử dụng. Mình mà ưng con bếp này, muốn sở hữu con bếp này về không gian bếp nhà mình thì hãy gọi cho em theo số điện thoại 0982 035 091 ạ. Em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ.